Trong thiền ngữ Ấn Độ có bốn câu nói như thế này: bất kể bạn gặp ai, đó đều là người bạn cần gặp. Bất kể xảy ra chuyện gì, đó đều là chuyện phải xảy ra. Bất kể chuyện bắt đầu từ đâu, đó đều là thời điểm thích hợp. Bất kể chuyện gì đã qua là đã qua. Vậy nên, nếu có chuyện gì đi ngược lại với mong đợi của bạn, thì rất có thể có một sự an bài khác đang chờ đợi bạn. Và tình yêu vốn rất đơn giản, chỉ là bạn phức tạp mà thôi. Biết đâu sau này, người bên cạnh không phải người trong lòng, còn người trong lòng thì chỉ có thể gặp trong mơ. Nhưng thôi, thấy hoa nở là tốt rồi, sao phải quan tâm nó thuộc về ai? Thấy anh hạnh phúc là vui rồi, đâu nhất thiết là phải bên em. Hôm nay Góc Tâm Hồn sẽ gửi đến các bạn một tác phẩm có tựa đề Chưa Kịp Lớn Đã Phải Trưởng Thành của tác giả Tớ Là Mây. Gửi bạn những đứa trẻ chưa kịp lớn đã phải trưởng thành. Mình đã viết cuốn sách này vào những ngày tươi đẹp và tệ hại trong đời, có buồn bã và vui vẻ, có hạnh phúc và bi thương, có ngây ngô và thành thục, có dũng cảm và hèn nhát. Tất cả những khoảnh khắc ấy, mình nghĩ rằng chúng ta đều sẽ trải qua đôi ba lần trong quá trình trở thành người lớn. Lúc còn nhỏ, có thể khóc cười tùy ý, trưởng thành rồi mới biết hành động cũng cần nhìn sắc mặt của người khác. Lúc còn nhỏ có thể sống vô tư, không lo nghĩ, trưởng thành rồi mới biết nếu chậm chân hơn người khác, chắc chắn sẽ bị đào thải bất cứ lúc nào. Lúc còn nhỏ có thể mơ mộng tương lai, trưởng thành rồi mới biết thế giới ngoài kia thực sự rất tàn khốc. Chúng ta của hiện tại đều chưa kịp lớn đã phải trưởng thành như thế. Vậy nên, mong bạn bản lĩnh bước đi, có được tương lai mà mình mong muốn. Càng mong bạn có được cuộc đời bình thản, an nhiên. Và phần còn lại của tuổi trẻ, mong bạn sẽ thực sự hạnh phúc. Tôi muốn nói cùng người. Phần lớn trưởng thành là gì? Là lướt qua rất nhiều cảnh đẹp, bỏ qua rất nhiều cơ hội và chấp nhận vụt mất rất nhiều người. Là chấp nhận thỏa hiệp, chứ không phải trốn tránh, càng không phải đối đầu. Là nhiều chuyện không vui xảy đến, nhưng chúng ta chỉ có thể học cách chấp nhận. Cuộc sống không để cho ai hạnh phúc tuyệt đối, cũng không đối xử tàn nhẫn với duy nhất mình bạn. Vậy nên, hy vọng bạn nhớ kỹ, mỗi người luôn phải nỗ lực vươn lên, băng qua biển người mênh mông, vì bản thân mà cố gắng đi tới những ngày tốt đẹp nhất. Có một số việc, một số người không phải cứ cố gắng sẽ như ý nguyện, đặc biệt là chuyện tình cảm. Lúc bắt đầu đã miễn cưỡng thì tốt nhất đừng nên bắt đầu. Khóc cũng qua một ngày, cười cũng qua một ngày, vậy tại sao chúng ta không vui vẻ để sống? Thật ra, chúng ta đã nhận được rất nhiều thứ tốt đẹp từ thế giới này, nhưng đáng tiếc lại không nhận ra. Chúng ta chỉ nhớ đến những cay nghiệt, và rồi luôn cảm thấy cuộc đời thật bất công. Chẳng ai dám khẳng định là bản thân đã trưởng thành cả. Chúng ta vẫn mãi là một đứa trẻ đang học cách lớn lên. Tình yêu là gì nhỉ? Là điều khiến bạn muốn thức dậy mỗi sớm mai, là điều khiến bạn muốn chuẩn bị kỹ càng cho mỗi lần gặp mặt, là điều thúc giục bạn dù đi xa đến đâu cũng muốn trở về, là điều khiến bạn tin tưởng và kỳ vọng hơn vào bất những điều tốt đẹp nào. Bởi vì đẹp đẽ nên không thể tùy tiện, vì quá dịu dàng nên phải trân trọng thật cẩn thận. Rồi đến một ngày, trong hành trình trưởng thành bạn sẽ thấy, người quan trọng càng ngày càng ít, người ở lại đều trở thành người quan trọng. Những ngày tháng mà bạn không thể trở lại được
đều có lý do của nó. Thời gian chỉ mang đi những thứ không thuộc về bạn mà thôi. Thật ra, chúng ta không tự tin bởi vì chúng ta có quá nhiều nỗi sợ. Tôi sợ thời gian trôi quá nhanh, sợ sẽ đánh mất, sợ mọi người không hạnh phúc, sợ làm phiền người khác, sợ phải chủ động và cũng sợ bị bỏ rơi. Mong rằng chúng ta đừng nói dối quá nhiều, bởi vì những người bạn có thể lừa được đều là những người lựa chọn tin tưởng bạn. Bản thân nghĩ không thông suốt, bản thân không muốn buông, bản thân không nỡ bỏ, bản thân không chịu làm thì mãi mãi cũng chẳng có ai giúp được bạn. Chỉ có bạn mới giúp được chính mình, quyết định được việc của bạn và làm bạn vui hơn hay buồn hơn mà thôi. Thiện lương và chân thành mãi mãi không bao giờ sai. Sai là do chúng ta trao nó cho nhầm người. Bởi vậy, ta nên soi xét lại mắt nhìn người của bản thân mình, chứ không phải hoài nghi sự thiện lương và chân thành của chính mình. Nỗ lực của chúng ta có thể không ai công nhận, nhưng chính bạn phải hiểu rằng bản thân đã dốc rất nhiều tâm sức cho điều đó. Vậy nên, xin đừng từ bỏ. Thế giới có cả tỷ tỷ người, chúng ta chẳng thể cứ mãi so sánh bản thân với người hơn mình, cũng chẳng thể cứ mãi ngửa tay cầu xin sự quan tâm. Vì vậy, không ai quan tâm đến bạn cũng không sao, chẳng giỏi giang bằng ai cũng không vấn đề gì. Bạn chỉ cần yên lặng và làm những việc nên làm mà thôi. Đừng để những lo lắng và sự cáu kỉnh làm ảnh hưởng đến trái tim chân thành của bạn. Chúng ta hiểu sự kỳ vọng của mọi người dành cho mình và rồi cứ thế cố gắng làm vừa lòng tất cả. Như vậy thật mệt phải không? Mong rằng bất cứ một việc gì bạn làm là vì khiến bản thân trở nên tốt hơn, chứ không phải do người khác muốn bạn trở nên như thế. Sau này, tất cả mọi chuyện xảy ra đều không còn khiến tôi cảm thấy phải để tâm nữa. Dù là buồn, đau thương hay mất mát, không phải vì tôi chấp nhận nó đâu, càng không phải vì tôi vô cảm. Chỉ là vì càng trải qua nhiều việc, nhiều biến cố, tôi càng hiểu hoảng hốt và lo lắng không làm mọi chuyện dễ dàng xử lý hơn. Bình tĩnh mới là thước đo sự trưởng thành trong bạn. Ai cũng có đôi lần bị tổn thương và làm tổn thương người khác mà bản thân lại không hề hay biết gì. Chúng ta nói ra một câu, nghĩ nó là câu đùa. Nói ra một câu, nghĩ nó là bâng quơ, nhưng có thể với người khác lại là lời sát muối vào tim. Thế nên hãy để tâm vào lời nói của mình một chút là bạn đã đủ đáng yêu thêm rất nhiều. Cuộc đời này bạn sẽ gặp rất nhiều người làm bạn bực dọc, cũng rất nhiều người khiến bạn cảm thấy họ thật tử tế. Chỉ mong bạn nhớ rằng việc một ai đó tử tế với một ai đó không phải chuyện hiển nhiên. Khi người ta hoàn toàn có thể xấu tính nhưng họ vẫn lựa chọn tốt với bạn, nghĩa là trong tim họ, bạn đáng quý hơn những thứ lợi ích tầm thường. Vậy nên, dẫu họ là người quen hay người lạ, thì những điều tốt đẹp mà họ đã trao cho bạn chính là những điều quý giá nhất mà bạn sở hữu. Lúc trước tôi thất tình, chỉ biết trốn một mình trong căn phòng, luôn tối đèn, khóc suốt 3 ngày. Nhưng người tôi nhớ đã không lo lắng cho tôi chút nào. Vốn dĩ làm như thế chỉ khiến những người để tâm đến ta đau lòng, còn người không yêu ta sẽ không mảy may chút gì đâu. Có một điều kỳ lạ là những thứ toxic thường tiêm nhiễm rất nhanh, nên tôi mới mong muốn bản thân giữ được sự kiên định. Tôi không muốn một ngày nào đó sự độc ải ấy đầu độc tâm hồn mình. Ai cũng sẽ phạm sai lầm ấy mà. Vậy nên đầu bên kia của bút chì mới có cục tẩy. Chúng ta làm sai, chúng ta có thể làm lại. Còn người ta có đôi khi cố gắng cả đời dài, đến cuối cùng lại không như ý nguyện. Bạn có thể tiếc nuối vì ước mơ không thành sự thật, nhưng không nên hối tiếc vì đã nỗ lực hết mình. Ước nguyện ban đầu của bạn sẽ bị cuộc đời bóp méo, tín ngưỡng bạn tin tưởng có đôi khi bị người khác đạp đổ.
duy chỉ có bạn mới có thể tự chà đạp chính mình, cũng chỉ có bạn mới có thể tự mình đứng dậy. Thay vì lấy chồng giàu, thì tôi muốn tự mình làm giàu. Thay vì chờ đợi kỳ tích, thì tôi muốn trở thành kỳ tích. Vì thứ gì tự thân mình làm ra đều là thứ bền vững nhất. Nó cũng giúp ta cảm thấy sung sướng nhất khi đạt được. Những câu nói ngọt ngào chị lãng mạn khi nói với người có tình ý với bạn. Quần áo chị nên phơi vào những ngày nắng đẹp. Chuyện của bạn chị nên chia sẻ với người có hứng thú. Làm việc bạn có đam mê thì mới có thể lâu dài. Rất nhiều chuyện là hiển nhiên, chúng ta đều hiểu. Vậy nên hãy cố gắng, đừng khiến mình tổn thương vì cố chấp với những thứ không làm bạn hạnh phúc. Người ta thường bảo, già rồi, xem cái gì cảm động cũng muốn khóc. Thật ra là lớn rồi, thấy cái gì cũng toàn là hồi ức và hối tiếc. Người ta chỉ hiện ra những điều họ muốn cho bạn thấy, đa số là như vậy. Không có đóa hoa nào ngay từ đầu đã là hoa. Những người luôn kiên trì tiến về phía trước chỉ sợ mình không đủ cố gắng. Những người thành công mà chúng ta ngưỡng mộ vẫn luôn nỗ lực mỗi ngày. Vậy chúng ta đâu có lý do gì để từ bỏ, cho dù không thể trở thành đóa hoa rực rỡ nhất. Chí ít tôi cũng muốn được nở hoa. Trước đây tôi cứ nghĩ dịu dàng là tính cách, nhưng mà sau này nghĩ lại, dịu dàng là một loại năng lực. Tất cả sự dịu dàng đều là băng qua bão táp phong ba để nở thành hoa, đều trải qua lòng người lạnh giá để sưởi ấm người khác. Tất cả những người dịu dàng đều là siêu nhân, vì giữa cuộc đời khắc nghiệt này, họ vẫn có thể khiến người ta cảm thấy bình yên. Chúng ta, ai mà chẳng phải gặp vài chuyện buồn đúng không? Bị đối xử không công bằng, là người bị bỏ lại trong nhóm bạn, là lựa chọn cuối cùng của ai đó, là kẻ phiền phức vì hay nói chuyện quá nhiều, là người vô hình trong mắt nhiều người, cũng là kẻ luôn bị la mắng nhiều nhất dù chẳng làm gì sai. Nhưng nó không phải lý do để bạn đối xử tồi tệ với ai khác như cách người ta đã từng làm với bạn. Chúng ta phải bảo vệ bản thân, nhưng cũng không được làm tổn thương người khác. Không phải người tốt sẽ không bao giờ gặp chuyện xấu, chỉ là cuộc đời đã đủ đắng rồi, chi bằng tự cho mình chút ngọt ngào, phải không? Thay vì dựa dẫm vào người khác, thì chi bằng dựa dẫm chính mình. Nếu phải trao hạnh phúc và sự an toàn của bản thân cho người khác, thì chi bằng chính mình tự tạo ra hạnh phúc và trở thành chỗ dựa của bản thân. Đừng để việc dựa dẫm vào người khác trở thành thói quen, bởi khi mất điểm tựa, bạn sẽ không biết phải đứng lên thế nào đâu. Dù ở cuộc đời là đáy sâu, tôi cũng luôn chủ động leo lên, không nổi giận hay đổ lỗi cho bất cứ chuyện gì, bởi như thế là dùng sự bất lực của bản thân để trừng phạt chính mình. Tôi hy vọng bạn có thể bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia, gặp gỡ những người hay ho và sống một cuộc đời thú vị. Bạn tự nghĩ xem, lẽ nào trong những tháng năm tươi đẹp nhất, khi bản thân chẳng có gì ngoài thời gian và cơ hội, chúng ta không thử dũng cảm một lần? Người trẻ thường nghĩ kết quả quan trọng hơn quá trình, người trưởng thành lại thấy quá trình là quan trọng nhất. Bạn sẽ không bao giờ hiểu được người khác suy nghĩ thế nào, càng không thể biết được họ là người ra sao. Ai cũng đeo mặt nạ để che giấu bản ngã của chính mình. Nhưng chỉ cần bạn sống đúng với sự lương thiện, không thẹn với lòng là quá đủ rồi. Sau này, nhất định sẽ có nhiều người vì tính cách đó của bạn mà ở bên, vì bạn mà hồi đáp. Chúng ta biết là nên tin vào bản thân mình, nhưng không phải lúc nào cũng làm được. Vì nghi ngờ giá trị của bản thân, vì cảm thấy tự ti về ngoại hình, vì lo lắng mình bất tài vô dụng và sợ thất bại mà chùn bước. Nhưng nghĩ lại, chúng ta đã vượt qua vô số lần vấp ngã để đi đến ngày hôm nay. Dũng cảm đối diện, tin vào chính mình thì bạn sẽ ngày càng mạnh mẽ, thương tổn sẽ ngày càng ít đi.
Bất luận chuyện gì xảy ra, bây giờ thất bại đâu có nghĩa là bạn sẽ thất bại cả đời. Cuộc sống của người trưởng thành là vô số lần chống đối, là vô số lần thỏa hiệp, nhưng cái gì cũng cần đúng lúc. Louis có một câu nói rất đáng suy ngẫm: sự thỏa hiệp là một cái ô tốt, nhưng cũng là một mái nhà tồi. Bạn tự thỏa hiệp với sự nhu nhược của bản thân, tự thỏa hiệp với sự vô lý của người khác. Dần dà bạn chẳng còn dám phản bác trước cái sai của người khác nữa, cũng chẳng bao giờ chịu tiến lên vì cứ nghĩ bản thân như thế là ổn rồi. Ngày còn bé, tôi luôn cảm thấy việc kiếm tiền và nỗ lực không quan trọng, chỉ cần có cha mẹ thì không cần sợ gì nữa. Nhưng bây giờ tôi mới biết, cha mẹ cũng cần được bảo vệ, nghỉ ngơi. Thảo nguyên và biển lớn mà tôi muốn đến cũng cần mua vé. Món ngon và quần áo tôi thích thật ra rất đắt tiền. Cho nên tôi càng phải cố gắng hết sức, nỗ lực cho cuộc sống của chính mình. Bạn bước ra đời mong mình bay cao, bay xa, nhưng cha mẹ chỉ mong bạn bình an và vui vẻ mà thôi. Nhân lúc còn đủ thời gian, hãy dành một phần đủ nhiều cho ba mẹ, để cha mẹ được nhìn thấy bạn trưởng thành, yên vui, thế là họ mãn nguyện rồi. Bất luận là chúng ta có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, thì lúc yếu mềm nhất, người mà chúng ta nghĩ đến đầu tiên sẽ luôn là cha mẹ. Cũng giống như việc, bất luận bạn đã lớn hay chưa, thì bạn vẫn mãi là đứa trẻ của cha mẹ mà thôi. Ở bên ngoài bạn có thể là dũng sĩ, có thể là anh hùng, có thể mình đầy gai góc, nhưng ở trước mặt cha mẹ, chúng ta vẫn là một đứa trẻ mãi chẳng lớn. Có lẽ vì vậy mà đôi khi chúng ta cư xử trẻ con, làm mình làm mẩy với cha mẹ, trong khi ở ngoài thì khéo léo dịu dàng biết bao. Lớn lên, tôi nhận ra thời gian chưa bao giờ là đủ cả. Vậy mà suốt nửa cuộc đời của mình, tôi đã lãng phí nó vì những chuyện không đáng, suy nghĩ hàng đêm vì những chuyện không mấy vui vẻ. Tôi đã bỏ lỡ bữa cơm có đầy đủ mọi người vì một cơn giận vô cớ, bỏ lỡ cái ôm của người tôi yêu vì một nỗi buồn không tên, bỏ lỡ những chuyến đi vui vẻ vì sự lười biếng của mình, bỏ cả cơ hội để cố gắng vì sự phân vân chết tiệt. Trưởng thành là khi bạn nhận ra đâu mới là nơi để bạn trở về. Gặp quá nhiều sinh ly tự biệt, dần dần bạn sẽ phát hiện ra chẳng có việc gì đáng sợ bằng việc đánh mất người thân yêu. Chẳng có gì đau đớn bằng việc bất lực nhìn người quan trọng nhất rời bỏ mình. Chẳng có gì hối tiếc bằng việc bạn đã không dành nhiều thời gian cho gia đình. Chẳng có gì tự trách bằng việc bạn đã to tiếng với cha mẹ mình. Có thời gian rảnh thì hãy ở bên cha mẹ nhiều hơn nhé. Vì cha mẹ rất nhớ bạn, vì thời gian của cha mẹ không thể chờ bạn. Nếu như ngay từ đầu đã không có ai bên cạnh, thì làm sao chúng ta biết được thế nào là cô đơn? Việc đáng sợ nhất trong cuộc đời này hẳn là có được rồi lại mất đi. Sau khi cảm nhận được sự tuyệt vời của điều gì đó, biết được nó đẹp đẽ như thế nào, thì bỗng dưng những thứ đẹp đẽ quan trọng ấy không còn nữa. Chúng khiến bạn đau khổ vì hối tiếc và dày vò. Vậy nên chúng ta đều phải liều mạng giữ gìn những điều đáng quý với mình để nó không tan biến. Trên đời này không ai ngẫu nhiên biến mất khỏi cuộc sống của ai cả. Họ chỉ muốn giữ liên lạc với người mình nhớ mong mà thôi. Trên đời này cũng không có ai vô tâm với ai cả. Chỉ là tâm của họ không đặt nơi bạn mà thôi. Ngày còn bé, áp lực không đủ để nhấn chìm bạn, và bạn vẫn lên tiếng. Đến khi trưởng thành, những gánh nặng sắp đè gãy đôi vai gầy, nhưng bạn vẫn lặng thinh. Giày không vừa size thì đừng cố đi vào chân mình để rồi chảy máu. Món ăn không vừa miệng thì chẳng cần cố lại, thử lại lần thứ hai. Nhắn tin, gọi điện mà người ấy không trả lời thì đừng gọi nữa. Sau này bạn sẽ hiểu, thật ra chia ly cũng là một loại may mắn.
Vô số điều đến rồi sẽ đi. Bạn có thể bất ngờ, đau khổ, có thể khóc lóc, vật vã, nhưng tất cả cũng sẽ qua nhanh. Vì điều cuối cùng ở lại bên ta mới là trân quý. Năm 25 tuổi, bạn mua được món đồ mà tuổi 18 yêu thích, khi ấy đã không còn giá trị. Năm 30 tuổi, bạn gặp lại chàng trai tuổi 18 mình từng si mê, khi ấy đã không còn bất cứ cảm xúc nào. Có rất nhiều thứ nếu đã từng bỏ lỡ, sau này lớn lên, bạn vẫn sẽ làm được. Chỉ là không thể làm cùng người năm xưa, cũng không còn nhiều ý nghĩa như trước. Nếu nhiều lúc cảm thấy một mình cũng rất tốt, ta có thể đi đến những nơi mình muốn, học hỏi một vài thứ chưa thông thạo, làm được nhiều điều yêu thích, trở thành người mình muốn trở thành, và nếu may mắn thì sẽ gặp được người mình cần gặp nữa. Được sinh ra và che chở, được trưởng thành trong sự bao bọc, được lớn lên trong tình yêu thương và được làm những điều mình thích. Tôi nghĩ những điều này chính là may mắn to lớn nhất của đời người rồi. Có thể chúng ta không nhớ ngày mà chúng ta còn đạo hận. Nếu không được bảo vệ thì ta đã chẳng sống được đến bây giờ. Nếu không được yêu thương thì ta đã chẳng thể ngồi khóc lóc và ca thán về cuộc đời như lúc này đâu. Hầu hết người độc thân, tuy nói một mình cũng tốt, nhưng kỳ thực rất sợ cô đơn. Vậy tại sao nhân một ngày rảnh rỗi, bạn không thử đi đâu đó với bạn bè, một chiều mát mẻ hãy nấu một món ăn thật ngon, một buổi tối buồn bã, hãy tắt điện thoại đi và ngủ thật ngon giấc. Buổi tối không có ai nhắn tin thì cứ tắt điện thoại, ngủ sớm giữ gìn sức khỏe. Buồn mà không có ai an ủi thì cứ khóc, khóc mệt rồi sẽ ngủ ngon hơn, thức dậy tâm trạng cũng sẽ khá hơn. Nếu bọn mình đủ bận rộn thì sẽ không còn thời gian để cảm thán về những nỗi buồn nữa đâu. Mọi người vẫn hay ca thán, sống thật tâm quá thì sẽ thua. Nhưng nếu chân thành của tôi không được trân trọng thì kẻ thua là đối phương chứ không phải ai khác. Thứ tôi đánh mất chẳng qua là một người không thương mình, còn điều họ đánh mất lại là một người thương họ thật lòng, chẳng dễ gì tìm được. Sau này, cô gái ấy trở nên dịu dàng, đối với ai cũng tốt, lúc nào cũng mỉm cười. Nhưng cô ấy chẳng yêu thích điều gì, chẳng có thứ gì khiến cô ấy để tâm, cũng chẳng có việc gì có thể ảnh hưởng đến sự thanh tịnh của cô ấy. Vậy bạn nói xem, cô ấy suốt thời gian qua sống có tốt hay không? Có một kiểu con gái thế này, từng nghe rất nhiều câu chuyện, chứng kiến rất nhiều nỗi đau, nói rất nhiều lời an ủi, bảo vệ rất nhiều người, đưa ra rất nhiều lời khuyên, cũng trải qua rất nhiều cảm xúc. Nhưng trong câu chuyện của chính mình, cô gái ấy lại hoang mang, không rõ lối. Bởi vì từng dầm mưa nên tôi mới cố gắng trở thành người cầm ô. Bởi vì đã từng chịu đựng cảm giác tồi tệ nên tôi không muốn người khác phải trải qua cảm giác như vậy. Thì thoảng tôi sợ dắt xe ra đường buổi sáng, hòa vào cái tắc đường chật cứng của thành phố rồi đến công ty chạy deadline. Ngày nào cũng một vòng quay cuồng như thế. Tôi biết tôi và cả bạn đều mệt, thế nên hôm nay chắc bạn cũng vất vả rồi. Hãy tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ thật ngon nhé. Ngày mai thức giấc cũng hãy ăn món ăn mà bạn thích, làm những việc mà bạn muốn làm nữa. Càng lớn, chúng ta càng phải chấp nhận việc vụt mất rất nhiều người, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, thích nghi với nhiều nỗi đau. Nhưng chẳng khác được, thứ chúng ta cần làm là học cách để trái tim ta dũng cảm hơn và đối diện mà thôi. Có những ngày tôi muốn nói thật nhiều điều, nhưng cũng có ngày tôi chẳng muốn nói gì cả, không quan tâm thấy quá phấn khích, không có gì đáng để buồn, cũng chẳng có ai khiến tôi nổi cáu. Có người nói rằng, hãy sống sao cho người đời đừng hối tiếc.
Nhưng thế giới vốn không hoàn mỹ, sống cả quãng đời dài như thế, chắc hẳn phải có người khiến bạn quyến luyến, phải có thứ mà bạn đánh mất, phải có việc khiến bạn hối hận. Như thế mới là sống, vì điều đó chứng tỏ trên đời này có nhiều điều khiến bạn quan tâm. Khi nghĩ đến trái tim sẽ đập liên hồi. Hối tiếc chẳng phải việc gì xấu cả, chỉ cần bạn đừng ám ảnh và chết chìm trong quá khứ là đủ. Thời gian có thể chữa lành nhiều vết thương, nhưng không phải tất cả. Bởi vì nếu bạn cứ cố sức giữ lấy, vết thương vừa liền ra sẽ lại rách. Bạn cứ đâm vào nó thì chẳng bao giờ nó lành được. Vậy nên bản thân bạn mới là liều thuốc chữa lành tuyệt vời nhất cho chính bạn. Khi trưởng thành rồi, tôi không còn giữ liên lạc với những người bạn tuổi nhỏ nữa. Tất cả chúng ta đều đang rẽ sang một hướng khác, một trang mới nào đấy mà có thể sẽ chẳng bao giờ chạm mặt nhau. Nhưng mà không sao, tất cả chúng ta đều đang sống rất tốt, thế là đủ rồi. Mãi sau này tôi mới hiểu rằng những con người điên cuồng của thuở xưa tôi sẽ không bao giờ gặp được nữa. Sau này chúng ta có thể gặp được rất nhiều người, nhưng chẳng có thể thoải mái cười hi hi ha ha cả ngày với bạn. Cả chúng ta cũng trở nên trầm tính hơn. Đó chính là thứ ta phải đánh đổi khi trưởng thành nhỉ. Tôi rất sợ cái chết. Nỗi sợ của tôi khi đứng trước cái chết là vì chưa thỏa mãn. Tôi chưa làm được gì, chưa chăm sóc cho mẹ, chưa mua được nhà, chưa ăn hết món ngon, chưa đi khắp thế giới, chưa gặp được thật nhiều người thú vị. Tất nhiên rồi, tôi sẽ chết vào một ngày nào đó, nhưng không phải bây giờ. Bây giờ thì chưa thể, vì tôi chưa thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, vì tôi vẫn còn nhiều thứ cần làm lắm. Trước kia tôi rất sợ nhiều thứ, sợ ma, sợ bò sát, sợ côn trùng, sợ nợ môn, sợ cha mẹ già đi quá nhanh, sợ không có bạn bè, sợ không nuôi sống được bản thân, sợ không đủ xinh đẹp, sợ bị người ta làm cho tổn thương. Lớn lên mới thấy, hóa ra tất cả những điều tôi từng sợ hãi, tôi đều phải trải qua. Cuộc sống vốn dĩ là vậy, chỉ có một con đường chúng ta không thể cự tuyệt, đó là trưởng thành. Chỉ có một bài học chúng ta buộc phải thuộc lòng, đó là chấp nhận và bước tiếp. Tình bạn có lẽ là thế này. Lúc không vui, bạn có thể tìm tôi tâm sự. Lúc vui vẻ, cũng có thể tìm tôi để sẻ chia. Lúc bực tức, cũng có thể cùng tôi chửi mắng. Chúng ta thoải mái được là chính mình, kỳ quái một chút cũng không sao. Kể cả sau này không thể thường xuyên gặp gỡ, cũng chẳng thể hàng ngày trò chuyện cùng nhau. Nhưng hơn ai hết, tôi hy vọng bạn có thể chăm sóc bản thân thật tốt, bận rộn với ước mơ và tận hưởng cuộc sống tốt đẹp này mỗi ngày. Năm 17 tuổi, chúng ta yêu bằng bản năng, không biết suy, không biết tính. Buồn thì khóc đến long trời lở đất, vui thì có thể quấn quýt không rời. Năm 27, chúng ta không yêu điên cuồng như thế nữa. Sẽ chẳng vì giận dỗi mà thức trắng cả đêm, sẽ chẳng đợi chờ ai trong vô nghĩa. Thất tình có buồn tội, khóc lóc thì sáng hôm sau vẫn tỉnh dậy đi làm như không có gì xảy ra. Người ta gọi đó là trưởng thành, còn tôi gọi đó là sự tàn nhẫn của thời gian, làm phai nhạt mọi thứ và xóa tan cả sự ngây ngô thuở đầu. Tôi thích đặt ra deadline cho bản thân, vì những việc rắc rối thì cần phải giải quyết càng nhanh càng tốt. Có rất nhiều việc đáng lẽ chúng ta có thể hoàn thành sớm, làm xong rồi có thể hoàn toàn thư giãn nghỉ ngơi, thay vì dây dưa mà phải kéo dài mệt mỏi. Giống như việc cũng cần đặt deadline cho một số mối quan hệ, vì càng dây dưa chỉ càng hao tâm tổn sức. Dù bạn có nỗ lực thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ có người cảm thấy chỗ này không tốt, chỗ kia không được. Nhưng cũng sẽ có người cảm thấy bạn chỗ nào cũng đều là ưu điểm, việc nào bạn làm cũng đều xuất sắc. So với nồng cháy cuồng nhiệt, tôi lại thích êm ái,
bình dị. So với cưỡng cầu níu kéo, tôi lại thích thuận theo tự nhiên. Bạn cảm thấy cuộc sống của tôi rất ổn, tôi cũng cảm thấy cuộc sống của bạn rất tốt. Chúng ta đều luôn cảm thấy người khác cái gì cũng tốt hơn bản thân mình cả. Đôi khi tôi chỉ mong mối quan hệ bạn bè giữa chúng ta vào rất nhiều năm sau nữa vẫn còn liên lạc, thỉnh thoảng nhắn cho nhau vài tin. Tất nhiên là bạn vẫn sẽ trả lời tin nhắn của tôi một cách chân thành nhé, để tôi biết rằng người mà tôi trân quý vẫn đang sống rất tốt. Thế là đủ rồi. Thì thoảng, thứ đắt giá nhất của tuổi trẻ không phải là gì khác mà chính là một nhóm bạn thân. Chỉ cần bạn gặp là buồn cũng thành vui, cùng tấu hài, cùng hát hò, mọi áp lực cuộc sống cũng trôi đi theo tiếng cười. Hy vọng vài năm sau nữa, bạn vẫn có nhóm bạn như thế, những người cho bạn được là chính mình khi ở cạnh. Có người thích bạn để tóc dài, có người lại thích bạn mặc váy ngắn, có người thích bạn đi giày cao gót, nhưng tuyệt vời hơn cả là dáng vẻ mà bạn thích nhất của chính mình. Không cần thiết phải khiến tất cả mọi người đều biết con người thật của bạn. Cũng không cần thiết phải cố gắng nói thật nhiều với người khác. Bạn là người như thế nào, ai hiểu bạn sẽ tự khắc hiểu. Còn ai không hiểu thì cố gắng giải thích họ cũng không chịu hiểu đâu. Lúc đó, mọi cố gắng của bạn lại thành ngụy biện dông dài mà thôi. Tôi không tin vào chuyện cả đời này chỉ có thể yêu một người, nhưng tôi tin rằng sẽ gặp được một người mà tôi muốn dùng cả đời này để yêu thương. Nếu mỗi khi tôi muốn nghỉ ngơi, vừa hay lại có người muốn ôm tôi thật chặt, thì thật tốt nhỉ. Cuộc sống này rốt cuộc vẫn là kẻ đến người đi. Bạn đến tôi rất vui, bạn đi tôi cũng không muộn phiền nhiều. Giống như là độc thân rất tốt, nhưng có bạn ở bên lại thêm phần rực rỡ. Cũng cảm thấy kết thúc dù có ra sao đều thật sự tốt đẹp. Tôi thích những ngày mùa đông còn nắng ấm, nắng ngày đông lúc nào cũng dịu dàng cả. Như thế tôi đang được mẹ ôm trọn vào lòng ấy. Không khí lúc nào cũng có hơi lạnh mốt cả mũi mỗi khi hít một hơi thật sâu. Chân tay lúc nào cũng rét run mỗi khi có gió rít. Cả những cơn mưa đau như dao cắt mỗi khi chạy xe vào lúc mưa tuôn. Mọi thứ của mùa đông đều thật lạnh lẽo. Nhưng lạ thật, vẫn có rất nhiều người rất thích mùa đông vì vô vàn lý do. Nhưng chung quy lại vẫn là cảm giác khó diễn tả thành lời. Hệt như việc bạn yêu ai đó, dù họ có nhiều khuyết điểm, bạn vẫn sẽ tìm ra lý do để yêu họ bằng thứ cảm xúc khó diễn tả thành lời. Người ta bảo rằng qua tuổi 25, người mà chúng ta gặp gỡ đa số đều có bóng dáng của người cũ trong lòng. Nhưng như vậy kể ra thật đau lòng cho người đến sau, bởi vì ai chẳng muốn có một tình yêu mà ở đó mình là duy nhất, được ở cạnh vì yêu, chứ chẳng bởi vì ở ta được bóng hình một ai khác. Trên đời này sẽ có người đối xử tệ với bạn, nhưng vẫn sẽ có người đối xử tốt với bạn. Cũng có người chỉ đối xử tốt với mình bạn mà thôi. So với người khiến tôi rung động, tôi càng thích ở bên người khiến tôi cảm thấy an lòng hơn. Người ấy sẽ hiểu được bi thương của tôi, còn tôi cũng sẽ vỗ về cả những mệt nhoài của họ. Thật mong thanh xuân của bạn có thể gặp được một người toàn tâm toàn ý yêu thương. Thật mong bạn không phải cô đơn, có người mong nhớ. Trên đường dài phía trước luôn có người đồng hành. Trước kia tôi rất hay khoa trương nỗi đau của bản thân, luôn cảm thấy cha mẹ không hiểu mình, luôn cảm thấy cha mẹ thật vô cảm. Sau này tôi cuối cùng cũng đã hiểu, người lớn cũng biết đau nhưng họ không dám làm phiền người khác. Những nỗi buồn hồi bé hóa ra chẳng là gì so với áp lực người lớn đang ngày ngày gánh chịu. Chẳng có đoạn đường nào bình yên đâu,
Chỉ là thuở bé có người đang gánh lấy thay bạn mà thôi. Có một vài chuyện chúng ta đã phải tự giác hiểu. Giả dụ như phong cảnh rất đẹp, chúng ta có thể nhìn ngắm nhưng không thể cất giấu cho riêng mình. Giả dụ như có một số người rất thích hợp để gặp gỡ nhưng lại không thích hợp để ở bên. Theo đuổi người ta mệt rồi thì dừng lại. Cả cuộc đời này có phải chỉ gặp mỗi một người đâu. Không có người yêu cũng chẳng có gì to tát. Không yêu bản thân mình mới là chuyện lớn kìa. Trong khi bản thân chẳng có lấy một mối tình bền chặt, bạn bè xung quanh lại thi nhau đăng ảnh tình tứ với người yêu hoặc kết hôn vội vã. Thực ra, bạn cũng không cần phải lo lắng quá đâu, vì chẳng có quy định nào ép bạn yêu đương, kết hôn ở độ tuổi này cả. Một mình cũng tốt, vì hai mình mà tẻ nhạt, cô đơn trong lòng còn kinh khủng gấp trăm lần. Khi từng thất bại trong tình yêu rất nhiều lần, ta những tưởng rằng mình chẳng xứng đáng được yêu thương. Ta những tưởng rằng thật tệ khi đã đem toàn bộ những điều tốt đẹp nhất của mình để trao trọn cho một kẻ tồi tệ. Nhưng tất cả cũng chỉ là ta tưởng mà thôi. Vì tất cả chúng ta đều xứng đáng được yêu thương. Bọn mình đều đã rất chân thành trong mỗi đoạn tình cảm. Và chỉ có người mạnh mẽ mới dám đem trái tim chân thành đối diện với thế giới khắc nghiệt này. Hy vọng sau này tôi sẽ gặp được một người khiến tôi thoải mái khi ở cùng. Chậm chậm tìm hiểu nhau, chậm chậm bước đến bên nhau. Nhiều người thích tiếng sét ái tình, còn tôi thì không. Chỉ mong tình yêu như ánh nắng ấm áp, vì sét đánh thì đau lắm. Tôi luôn cảm thấy chuyện tình cảm quan trọng nhất là đôi bên vui vẻ. Nếu ngay cả việc khiến bạn vui vẻ mà họ cũng không thể làm được, thì họ tuyệt đối không xứng đáng khiến bạn lưu luyến đâu. Tôi là người rất cố chấp, nhưng chuyện tình cảm là thứ mà tôi biết có cố chấp cũng không được. Đối với chuyện tình cảm, đôi khi sự tàn nhẫn lại là điều tốt nhất. Chẳng cần níu kéo, chẳng cần dây dưa, cứ cầm một cây kéo bén rồi cắt đứt sợi dây ấy thôi. Chúng ta đều hiểu rằng ai cũng có tổn thương mà, nhưng bạn nên tự yêu thương bản thân trước đã. Nếu bạn bị đâm thật sâu thì sẽ để lại sẹo, sẽ ám ảnh rất lâu. Độc thân chỉ đáng sợ với những người rảnh rỗi thôi. Nếu như bạn một mình, chẳng có ai để đi hẹn hò, thì cứ thoải mái làm việc, chạy deadline, học thêm vài ngôn ngữ, mò mẫm thêm mấy món đồ công nghệ, nướng vài chiếc bánh ngọt đem tặng bạn bè, giặt giũ lại hết đống chăn ga, lau dọn từng ngóc ngách trong nhà, hay chạy vài vòng quanh ngoài công viên cũng hay ho. Cuộc sống này không có ít thứ để bạn học hỏi, có vô số kiến thức đang chờ bạn đào sâu. Nên đừng nói rằng bạn chán nản vì chẳng có gì làm, chỉ có thể là do bạn lười thôi. Xấu hay đẹp đều là phong cảnh, đúng hay sai đều là trải nghiệm. Có được rồi thì hãy cố gắng trân trọng, vụt mất rồi thì từ từ quên đi. Thế giới này đôi khi đơn giản lắm. Có được là phúc, không có được là không có duyên nợ. Bạn phải hiểu lúc nào nên buông bỏ và thôi ám ảnh về việc đánh mất. Bạn phải tiến về phía trước, về nơi có ánh sáng, vì chẳng phải nơi đó mới là cuộc đời bạn muốn hay sao? Ngày thứ 100, tôi muốn nói cùng người. Năm tháng tuổi trẻ ngông cuồng ngạo nghễ, chúng ta cứ tưởng rằng bản thân có thể nắm được mọi thứ trong tay. Nhưng thực ra có quá nhiều thứ ta không thể nắm giữ. Giả dụ như tháng năm trôi tuột trên mái tóc mẹ cha. Giả dụ như sự trưởng thành đột ngột mà chúng ta không kịp chuẩn bị. Giả dụ như rất nhiều người đã bỏ lỡ nhau. Trời càng đen thì sao càng sáng. Chỉ cần bạn giữ lấy ánh sáng trong tim thì chẳng có vực sâu không đáy nào là không đi qua được. Tất cả những ngày tháng này để đánh đổi một tương lai tốt đẹp hơn, giống như việc kiên trì không phải vì nhìn thấy hy vọng, mà vì kiên trì
bạn mới có thể nhìn thấy hy vọng. Tôi muốn nói cùng người, đó là hãy trưởng thành, cảm nhận sự trưởng thành. Thank you.